Chào mừng anh chị em nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trường Stock. Đây là một kênh chứng khoán lập ra nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm giao dịch trên thị trường và cũng là nơi em sẽ chia sẻ những mã cổ phiếu tiềm năng, những cơ hội đầu tư và đi nhận định về thị trường mỗi ngày để anh chị có thể có được cái góc nhìn cũng như là kiếm được một cái mức lợi nhuận tốt trên thị trường. Anh chị nếu như đây là lần đầu tiên đến với kênh thì mình bấm vào nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những video đến từ em nha. Và anh chị thấy video hay, video bổ ích thì có thể để lại cho em một like để ủng hộ em. Và trong phiên thì nếu như anh chị muốn được hỗ trợ tư vấn trực tiếp, muốn được cập nhật về thị trường hay là nhận các khuyến nghị mua bán thì mình có thể tham gia vào đây. Đây là một cái room tư vấn hoàn toàn miễn phí nên em sẽ cập nhật về thị trường, đồng thời là có khuyến nghị mua bán. Trước đó cũng đã mang lại nhiều cổ phiếu tốt cho anh chị em mình. Về cách thức tham gia room thì anh chị sẽ tham gia qua cái đường link để dưới phần comment nha. Đây là cái nơi để mình trao đổi trực tiếp về thị trường ngay trong phiên. Trong video ngày hôm nay, đầu tiên thì em sẽ đi nhận định về thị trường, về xu hướng hiện tại của chỉ số và những cái kế hoạch tiếp theo cho anh chị em mình đầu tư. Tiếp theo sau đó thì sẽ đi phân tích qua những cái nhóm ngành tiềm năng, những cái nhóm ngành trọng điểm trên thị trường để anh chị nào nếu như muốn mua mới thì mình cũng có được cái cơ hội đầu tư tốt, tránh việc mua nhầm cổ phiếu, hoặc là những anh chị em nào mình đang nắm giữ cổ phiếu thì mình cũng thể có được cái hướng cơ cấu phù hợp. Hôm nay thì đóng cửa chỉ số VN Index tăng 6 điểm là khoảng 0,4% lên cái ngưỡng là 1.510,04 điểm. Hai sàn còn lại là HNX cũng cho sắc xanh tốt 1,23% và Upcom thì cũng tăng 0,84%. Nhìn vào đồ thị VN30 thì mình thấy rõ một điều thì vào phiên sáng thì VN30 hay nói cách khác là các cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn gây áp lực khá là mạnh lên thị trường, nhưng trong phiên chiều thì đã có sự phục hồi và đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp cho thị trường có những nhịp tăng điểm và chạm về những cái ngưỡng kháng cự phía trên, mặc dù sau đó có cái sự hạ nhiệt nhưng nhìn chung thì vẫn duy trì được cái đà tăng ổn về cuối phiên. Hôm nay thì có cái sự trở lại của dòng cổ phiếu chứng khoán đã dẫn nhịp cho thị trường khá là tốt. Nên chị thấy là nhóm chứng khoán hôm nay nhiều cổ phiếu cho sắc xanh tốt. Những cổ phiếu đầu ngành như là VND nè, VCI nè, hoặc là MBS, HSHS đều có cái sắc xanh khá là tốt trong phiên ngày hôm nay. Chính nhóm chứng khoán đã dẫn dắt thị trường và giữ nhịp, trong khi đó hai nhóm cổ phiếu thị trường còn lại là thép thì thép hôm nay chỉnh nhẹ nha chị. Sau cái nhịp tăng trước đó thì thép hôm nay giảm nhẹ. Nhóm ngân hàng thì mặc dù phiên sáng có tín hiệu áp lực nhưng sau đó cũng đã phục hồi trở lại vào phiên chiều nè. Sau khi mà có những nhịp áp lực chốt lời đầu phiên thì nhóm ngân hàng đã quay trở về và phục hồi vào đầu phiên chiều. Mặc dù sau đó thì còn có cái sự rung lắc và bị áp lực bán trở lại, nhưng nhìn chung thì hầu như các cổ phiếu ngân hàng đều cho nến rút chân cuối phiên, có cái nhịp phục hồi vào cuối phiên. Thì đây là tín hiệu tốt cho dòng ngân hàng nói riêng và cho cả thị trường nói chung. Như trước đó đã đề cập cho anh chị em mình rồi thì điểm yếu của VN Index giai đoạn vừa qua là thiếu cái sự đồng thuận từ các nhóm ngành, các cổ phiếu lệch pha nhau dẫn đến cái hiệu ứng bù trừ trên thị trường, cho nên VN Index khó đi xa được và nó cần một cái phiên xác nhận dòng tiền lan tỏa với cái thanh khoản cải thiện trở lại và có dòng dẫn dắt, ví dụ như là dòng ngân hàng, chứng khoán, hạt thép thì chỉ số mới dễ tiến xa hơn. Thì với cái sự dẫn dắt của một trong các nhóm ngành này thì thị trường sẽ dễ dàng chinh phục được cái cản. Trong ngắn hạn thì chỉ số có một cái cản qua 1.500 1x này. Thì với cái sự dẫn dắt của những nhóm của một trong những cái nhóm ngành này thì thị trường sẽ dễ dàng vượt được cái vùng cản ngắn hạn qua 1.500 1x này và tiến về cái vùng đỉnh cũ xa hơn là quanh cái ngưỡng 1.500 3x. Thì hiện tại như em vừa đề cập rồi, nhóm ngân hàng sau cái phiên ngày hôm nay đang cho tín hiệu khá là ổn, kỳ vọng sẽ là cái nhóm dẫn dắt thị trường vượt đỉnh trong giai đoạn tới. Hiện tại trong ngắn hạn thì về kỹ thuật, cái mốc hỗ trợ của chỉ số sẽ là quanh cái ngưỡng 1.500, quanh cái mốc EMA10 này anh chị. Thì cái vùng EMA10 này là cái vùng hỗ trợ tốt của chỉ số. Hôm nay thì mặc dù thị trường có những nhịp rung lắc và test về quanh đó, nhưng mà nhìn chung cái lực cầu đối ứng đã giúp cho chỉ số phục hồi nhanh chóng trở lại. Và hỗ trợ mạnh quanh cái ngưỡng 1.470 cho đến 1.480 thì vùng này sẽ đóng vai trò là vùng quyết định xu hướng trong ngắn hạn của chỉ số. Thì nếu như chỉ số vẫn giữ được trên mốc này thì nó vẫn đang giữ cái trend tăng trong ngắn hạn khá là tốt. Nhưng trường hợp mà chỉ số có những nhịp test về đây và nếu như mốc này thì tạm thời nó sẽ mất trend tăng trong ngắn hạn. Cho nên vùng này được em đánh giá là cái vùng sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn của chỉ số. Còn trong giai đoạn này thì cái mốc 1.500, cái mốc gần hơn là mốc 1.500 là cái mốc mình cần quan tâm trước những biến động trong ngắn hạn. Và kháng cự chỉ số cần chinh phục ở thời điểm này sẽ là quanh cái ngưỡng 1.500 3x. Thì hiện tại sau cái phiên ngày hôm nay thì khả năng chỉ số sẽ có những cái nhịp giằng co quanh vùng đỉnh cũ là quanh 1.500 1x. Trước khi cái sự dẫn dắt của một nhóm cổ phiếu thị trường, ví dụ như là nhóm ngân hàng mình đang kỳ vọng, thì chỉ số có thể bứt phá và tiến về cái vùng đỉnh quanh 1.500 3x. Thì trong hiện tại thì kịch bản tích cực cho chỉ số thì khả năng cao chỉ số có thể tiến về vùng đỉnh này nha anh chị. Và chúng ta sẽ quan tâm trong ngắn hạn sẽ là cái vùng hỗ trợ quanh 1.500.
Giai đoạn này thì cũng cần chú ý là dòng tiền trên thị trường đang luân chuyển với tốc độ rất nhanh giữa các nhóm ngành, dẫn đến cái rủi ro cho chiến lược nước T cộng. Đặc biệt là trong bối cảnh rủi ro chính trị là Nga và Ukraine vẫn đang còn hiện hữu. Do vậy thì chúng ta cũng không có nên mua bán chạy theo dòng tiền, tại vì cái việc mà chạy theo dòng tiền nó rất là khó. Giai đoạn này đặc biệt là rủi ro T cộng trên thị trường nhiều, mà chúng ta nên lựa chọn các nhóm ngành tiềm năng có bức tranh tăng trưởng tích cực trong năm 2022 nhờ triển vọng phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch. Những cái nhóm ngành đó như là nhóm cổ phiếu ngân hàng này, nhóm bất động sản khu công nghiệp, nhóm xây dựng vận tải, nhóm xuất nhập khẩu hay nhóm dầu khí, nhóm chứng khoán v.v. là những cái nhóm ngành quen thuộc mà em đã đề cập cho anh chị mình rồi. Thì khi mà chúng ta đã lựa chọn được nhóm ngành tiềm năng, lựa chọn được cổ phiếu tiềm năng thì mình cứ kiên nhẫn nắm giữ, thì không sớm thì dòng tiền nó sẽ sớm quay trở về lại. Tại vì cái tính luân phiên thì chỉ cần mình chọn được cái nhóm ngành triển vọng thì dòng tiền nó sẽ trở lại thôi anh chị. Còn cái việc mình chạy đuổi theo dòng tiền thì nó rất là rủi ro trong giai đoạn này, và đặc biệt là T cộng mình hàng về không có kịp. Và đồng thời thì chúng ta cũng sẽ tận dụng những cái nhịp rung lắc, tại vì thị trường đang ở quanh cái vùng cản trong ngắn hạn là quanh 1.500 một ít thì nó cũng sẽ có rung lắc nhất định. Thì chúng ta sẽ tận dụng các cái nhịp rung lắc để tái cơ cấu lại danh mục theo sức mạnh giá của cổ phiếu trước khi thị trường bước vào cái trạng thái thiếu vắng thông tin hỗ trợ trước thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022 và mùa đại hội cổ đông của các doanh nghiệp niêm yết trong năm nay. Thì trước cái thời điểm công bố những thông tin này thì thị trường nó sẽ có một cái giai đoạn trống thông tin, thì chắc chắn nó sẽ có những nhịp rung lắc, thì đó là cái thời điểm để mình canh cơ cấu lại danh mục. Như em hay nói là tỉa cỏ trồng hoa, thì mình sẽ hạ bớt những cổ phiếu yếu và tập trung cái sức mua sang những cổ phiếu khỏe, thì danh mục của mình nó mới hiệu quả được nha anh chị. Thì đó là những cái phân tích của em về thị trường tại thời điểm hiện tại. Thì nhìn chung không có gì thay đổi so với video cuối tuần. Cái chiến lược sẽ vẫn là lựa chọn những nhóm ngành tiềm năng, những cổ phiếu tiềm năng và đón đầu sẵn vị thế, tránh cái việc chạy đuổi theo dòng tiền vì rủi ro T cộng dạng này nó cao và những cái rủi ro tiềm ẩn trên thế giới. Thì chắc chắn ví dụ như tối nay ra thông tin gì trên thế giới thì mình không thể nào dự đoán trước, và chắc chắn những thông tin này mặc dù nó không tác động trực tiếp đến thị trường Việt Nam nhưng nó sẽ tác động đến tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường, từ đó dẫn đến những cái rung lắc biến động mà mình không lường trước được. Cho nên cái an toàn nhất thì mình vẫn lựa những cổ phiếu có điểm mua an toàn, những cổ phiếu triển vọng chưa tăng giá, thì khi đó mình mua cái việc điều đầu tư dạng này nó sẽ nhẹ nhàng và nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Đầu tiên thì em sẽ đi phân tích về nhóm ngành ngân hàng. Thì nhìn chung đa phần nhóm cổ phiếu ngân hàng đều đang ở các vùng hỗ trợ mạnh, hoặc là cái vùng này, ví dụ như là một cổ phiếu Techcombank đi thì nó cũng đang ở cái vùng hỗ trợ mạnh. Đây là cái đường trend line này, cái vùng nền trước đó. Hoặc là cổ phiếu MB Bank này thì cũng đang ở quanh cái vùng đỉnh cũ trước đó. Sau khi vượt thì cổ phiếu giằng co và hiện tại cũng đang ở quanh cái vùng đỉnh cũ này. Thì hiện tại chị thấy là đa phần các cổ phiếu đều đang ở cái nền tích lũy trước đó, ví dụ như là Techcombank, hoặc đang quanh cái vùng đỉnh cũ là như là MB Bank. Cho nên những cái cổ phiếu này nó cũng khó có khả năng giảm sâu nữa, mà chủ yếu là vẫn đang giằng co, hấp thụ lực cung và chờ đợi dòng tiền. Một số cổ phiếu đã vượt đỉnh cũ, ví dụ như là MB Bank nè, hoặc là STB nè chị, đây là những cái cổ phiếu dạng trước đó đã vượt đỉnh cũ, hoặc là EIB, đây là những cái cổ phiếu đã vượt đỉnh cũ trước đó, thì hiện tại đang test lại đỉnh để hấp thụ lực cung chốt lại trước đó. Trước khi có thể tiến đến chinh phục những cái vùng đỉnh tiếp theo thì việc mà cổ phiếu giằng co quanh đỉnh hay là những cái nhịp test đỉnh là hoàn toàn bình thường. Cho nên những anh chị nào mình đang nắm các cổ phiếu này thì mình cũng không nên quá lo ngại, mình sẽ chờ những cái vùng hỗ trợ tốt, những cái vùng mà khi đó lực cung nó yếu dần thì khi đó mình bắt đầu mua gom trở lại được. Tổng thể thì nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là cái nhóm mà em kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt chỉ số VN Index sau cái nhịp chỉnh vừa rồi. Với kỳ vọng tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 thì kỳ vọng dao động trong cái khoảng là 14-15%, giúp cho lợi nhuận của nhóm ngân hàng có thể tăng trưởng trung bình sấp xỉ 20%. Thì nhìn chung nhóm ngân hàng trong quý 1 và quý 2 năm 2022 nó vẫn triển vọng và tiềm năng. Thì những cái nhịp điều chỉnh này em đánh giá vẫn sẽ là cái cơ hội để mình tìm cái điểm gom hàng hơn là cái việc bán tống bán tháo theo thị trường, thì nó sẽ rất là rủi ro. Tại vì ngay từ đầu mình đã xác nhận nhóm cổ phiếu ngân hàng là cái nhóm mà mình sẽ đầu tư theo cái hướng nắm giữ, đầu tư giá trị trong năm nay và không lướt sóng. Cho nên những anh chị nào mình đầu tư thì mình cứ bình tĩnh, còn những anh chị nào mình mua lướt sóng thì mình tuyệt đối cứ tuân thủ theo cứ tuân thủ theo các cái mốc cost loss, các cái mốc target thì mình đã đặt ra ngay từ đầu. Nếu như cổ phiếu vi phạm thì mình cắt hoặc là chốt lời. Thì mình đầu tư T cộng nó khác với những nhà đầu tư giá trị, thì mình cứ tuân thủ theo nguyên tắc thì nó sẽ bảo toàn được vốn của anh chị mình.
Thì mình cũng phân tích luôn về cổ phiếu STB nha chị. Thì đối với cổ phiếu STB, cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn là quanh cái ngưỡng 32.x này, quanh dưới 33. Thì hiện tại vùng này là cái vùng đỉnh cũ trước đó và chỉ số cũng đã và cổ phiếu cũng đã có nhiều cái phiên test hỗ trợ và giữ được cái mốc hỗ trợ này khá là tốt. Thì chị thấy là vùng này thì cái lực cung bán nó cũng suy giảm rồi, phải bắt đầu có lực cầu đứng tham gia trở lại. Thì những anh chị nào mình muốn mua thăm dò hoặc là muốn mua gia tăng đối với cổ phiếu STB thì mình có thể chia ra nhặt dần khoảng 20-30% ở vùng giá quanh 32.8-33, thì vùng này mình có thể nhặt dần rồi. Và điểm gia tăng khi nào? Gia tăng khi mà cổ phiếu vượt 34 hoặc nó test trở về lại quanh 32 này, thì đây là cái vùng gia tăng thích hợp đối với cổ phiếu STB và vùng giá hiện tại là vùng mình mua thăm dò. MB Bank cũng là một trong các cổ phiếu đã vượt được cái vùng đỉnh cũ và đang có nhịp test trở lại nè chị. Cái vùng đỉnh cũ của cổ phiếu là quanh vùng giá 32.x. Thì trong những phiên gần đây thì cổ phiếu liên tục có những nhịp test về đây, test về quanh cái trend line thì cổ phiếu đã có những nhịp bật. Chị em thấy là nến hôm nay của cổ phiếu MB Bank nó khá là đẹp nè, vol cũng ủng hộ cái lực cầu. Nó cho thấy là lực cầu đối ứng ở quanh vùng giá 32 nó vẫn khá là mạnh. Thì những anh chị nào có theo dõi những video trước đó của em thì em cũng có chia sẻ cho anh chị em mình rồi. Vùng giá mà mình canh gom thêm được đối với cổ phiếu MB Bank là quanh vùng giá 32. Thì hiện tại cổ phiếu sau phiên hôm nay mặc dù có những nhịp chỉnh đầu phiên chạm về đây nhưng sau đó đã rút chân khá là đẹp. Còn những anh chị nào chưa mua kịp thì mình cũng không có vội vàng gì, thì vùng giá quanh 32 vẫn là vùng mình có thể canh mua được cho cổ phiếu. Tại vì dàn tới mình đánh giá thị trường sẽ có những cái áp lực rung lắc trước khi bước vào nhịp tăng, thì cổ phiếu vốn hóa đầu ngành ví dụ như nhóm ngân hàng thì nó cũng sẽ chịu những cái áp lực nhất định, thì mình sẽ ưu tiên vùng giá mua cho cổ phiếu MB Bank là quanh 32. Anh chị nào muốn mua thì mình có thể mua mới quanh đây hoặc là muốn mua gia tăng đều được. Thì vùng này là vùng hội tụ giữa đường xu hướng nè, đường xu hướng và cái vùng đỉnh cũ trước đó, cho nên nó đóng vai trò là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt cho cổ phiếu MB Bank. HD Bank nhịp này chị thấy là vẫn đang giữ cái nền quanh mức giá 29 nè, quanh 29 khá là tốt. Nhưng chị mình cũng thấy là rõ một điều là cái vùng này nó vẫn còn khá là lưng chừng chị, và vùng này nó còn khá là lưng chừng. Cho nên những cái vị thế mà mình muốn mua mới á thì mình có thể bắt đầu chú ý trở lại cho cổ phiếu HD Bank rồi. Mình sẽ cân nhắc xem một vài phiên tới. Thì nếu như cổ phiếu mà vượt trên 30, trường hợp mà cổ phiếu vượt trên 30 thì nó cho thấy cái sức mạnh của giá và cổ phiếu trở lại cái trend, thì đó mình có thể mua thăm dò. Hoặc trường hợp ngược lại thì mình sẽ cứ chờ ở vùng giá quanh hỗ trợ mạnh của cổ phiếu là quanh 28.5, thì mình chờ cổ phiếu vượt hẳn 30 hoặc là test về là quanh 28.5, điểm đó là điểm mua thích hợp cho cổ phiếu HD Bank. MSB thì vẫn đang quanh vùng mua nha anh chị. Thì hôm nay cổ phiếu tiếp tục có một phiên test về là quanh EMA 20, là ở quanh EMA 50 là ở vùng giá 26.5 đó anh chị. Thì hôm nay cổ phiếu tiếp tục có một phiên test về đây khá là đẹp. Thì những anh chị em nào mình đã mua cổ phiếu MSB thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ thôi. Còn anh chị nào mình muốn mua mới thì mình canh giúp em vùng giá quanh 26.5-27 thì vẫn là vùng mình gom được đối với cổ phiếu MSB. Thì hiện nay cổ phiếu đang đi khá là đẹp đó. Anh chị nào chưa mua thì mình có thể bắt đầu mua dần được cho cổ phiếu MSB. OCB hôm nay cũng có một cái nến rút chân rất là đẹp, một cái nến khá là đẹp ở quanh đường EMA 50. Thì nhịp này anh chị em mình bắt đầu mua trở lại được đó cho cổ phiếu OCB được rồi nha. Thì vùng giá mua cho cổ phiếu là quanh 27. Mình có thể mua trước khoảng 30-50% vị thế đối với cổ phiếu OCB. Vùng giá quanh 27 là vùng mình giải ngân được cũng như là mua gia tăng. ACB thì trước đó em có chia sẻ cho anh chị mình nhiều rồi. Trong quý 1 này thì ACB nó có lợi thế về cái lợi nhuận về banca, chị banca lợi nhuận về bảo hiểm của ACB thì nó đứng top đầu. Thì đây là một trong những cái lợi thế của cổ phiếu ở giai đoạn hiện tại. Vùng giá trước đó em báo chị mình gom là quanh 33.5-34, thì cổ phiếu hôm nay đã có nhịp test và sau đó bật tăng khá là tốt. Cái nến hôm nay thì cổ phiếu khả năng cao có thể trở về lại quanh cái vùng giá 36, cần vượt được cái vùng giá 36 này trước khi tiến đến chinh phục là cái mốc đỉnh 38. Anh chị em nào mua rồi thì mình cứ yên tâm nắm giữ. Anh chị em nào chưa mua thì ở vùng giá quanh 34 vẫn là vùng giá mình mua được cho cổ phiếu ACB nha. Thì anh chị em nào thích cổ phiếu ngân hàng thì trong quý 1 này ACB là một sự lựa chọn tốt để anh chị em mình tham gia đầu tư. Một số cổ phiếu khác ví dụ là Liên Việt, thì Liên Việt cuối tuần vừa rồi thì cũng có ra tin tức là không có thoái vốn được, VNBoss không có thoái vốn được đối với cổ phiếu LB, cho nên dẫn đến những cái nhịp bị bán tháo. Nhưng mà nhìn chung thì cái câu chuyện tăng trưởng của LB không chỉ ở cái việc game thoái vốn đâu, cho nên những anh chị nào mình đang nắm hàng thì mình cũng đừng có bán tháo nữa. Mình bán tháo theo tin tức là một cái điều rất là dễ rủi ro khi mà đầu tư, tại vì những tin tức khi mà nó đã công bố trên thị trường thì nó đã phản ánh một phần vào giá rồi. Khi mà tin ra rồi
phần mềm bán thì rất là dễ bán ngay đấy. Mà thời điểm đó nếu như mình đánh giá doanh nghiệp vẫn còn triển vọng và câu chuyện tăng giá của doanh nghiệp không phải là chỉ dựa một yếu tố tăng vốn, thì khi đó mình có thể canh những cái vùng hỗ trợ lúc mà nhà đầu tư họ hoảng loạn bán hàng, thì khi đó mình mua gom nó sẽ phù hợp hơn. Thì đối với cổ phiếu LE Bank thì hôm nay tiếp tục có một phiên test về gap trước đó và đã có nhịp bật ổn. Thì nhìn chung cổ phiếu ở vùng giá quanh 23 là vùng anh chị em nào muốn mua mới thì mình có thể mua thăm dò, hoặc là những anh chị nào mình đang có hàng giá cao mình muốn mua gia tăng á, để trung bình giá thì vùng này cũng có thể cân nhắc trở lại được đối với cổ phiếu LE Bank nha. Nhưng mà giai đoạn này sau cái nhịp rơi trước đó thì nó sẽ cần thời gian để hấp thụ đó. Cho nên nhịp này nếu như mà mua thì mình cũng xác định là mua để nắm giữ và chia ra gom dần, chứ không có lướt T cộng đối với cổ phiếu LE Bank ở thời điểm hiện tại nha anh chị. VP Bank thì vẫn đang quanh cái vùng giá 35.x, thì vùng này em có đánh giá trẻ nào mình mua mà nắm giữ đầu tư trung hạn đối với cổ phiếu VP Bank thì mình có thể gom. Thì lưu ý là nhịp này mua để nắm giữ nha, không có lướt sóng đối với cổ phiếu VP Bank, cho nên nếu như cái mục tiêu của mình lướt sóng thì mình bỏ qua, còn mục tiêu là mua để đầu tư nắm giữ thì ở vùng giá quanh 35.x là vùng mình có thể chia ra gom dần đối với cổ phiếu VP Bank. VIB thì vẫn đang bám trend khá là tốt, thì trước đó đã khuyến nghị mua quanh 45 rồi, thì hiện tại vẫn đang giữ nhịp thôi, không có gì thay đổi. Thì anh chị nào muốn mua thì cứ canh cái canh bám trend line này là quanh vùng giá 45.x thì mình mua dần, và chờ khi nào cổ phiếu vượt thành công 48.5 thì nó sẽ tiến về vùng giá 5x, thì đó là cái target cho cổ phiếu VIB, thì mình cứ theo target mà nắm giữ. Cái mốc cut loss giai đoạn này thì rời về quanh 43.5 nha, mình đặt cut loss 43.5 đối với cổ phiếu VIB, và anh chị nào đang nắm giữ thì mình nắm giữ tiếp, anh chị nào chưa mua thì mình canh quanh 45.x mình mua được đối với cổ phiếu VIB cho nhịp này. Techcombank thì hiện tại cũng không có gì thay đổi, hôm nay cổ phiếu đã có một phiên test về lại quanh EMA 200, vùng hỗ trợ mạnh là quanh 50. Thì như trước đó có chia sẻ cho anh chị mình rồi, đối với cổ phiếu Techcombank thì nó phù hợp với anh chị nào mình muốn đầu tư an toàn nè, mình muốn mua để tích trữ lâu dài thì mình mua. Còn em có nói rất là nhiều về cái quy mô của cổ phiếu Techcombank, nó khá là lớn cho nên cái tốc độ tăng trưởng, cái khả năng tăng trưởng của nó sẽ không bằng những cái thằng mà có vốn hóa nhỏ. Ví dụ như là MSB, OCB thì cái khả năng, cái tốc độ tăng trưởng của nó sẽ cao hơn so với Techcombank, cho nên giá nó cũng nhảy hơn. Còn Techcombank thì cái quy mô của nó khá là lớn rồi, thì nó sẽ phù hợp với những anh chị nào mình mua đầu tư dài á, mình nắm dài thì nó sẽ an toàn hơn. Và vùng giá mình canh gom là quanh 50-51, thì hôm nay cổ phiếu đã có nhịp test về đây, anh chị nào chưa mua rồi thì mình tiếp tục nắm giữ, anh chị nào chưa mua thì mình canh gom ở quanh vùng này được. Và lưu ý là cái mục tiêu đầu tư thì nó sẽ an toàn và nó chậm hơn so với các cổ phiếu ngân hàng khác nha. Về ngân hàng nhà nước thì công thương ở vùng giá quanh 33.5 cho đến 34 là vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu. Thì những anh chị em nào mình thích ngân hàng nhà nước, mình thích ngân hàng quốc doanh thì công thương có thể gom được ở nhịp này quanh 33.5 đến 34 nha. Thì đó là vùng gom của cổ phiếu BIDV. BIDV thì nhịp này đang chỉnh và cái vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu là quanh 44. Thì chú đáng có chia sẻ cho anh chị mình vùng mua lại đối với cổ phiếu rồi. Thì anh chị nào mua kịp thì mình cũng tiếp tục nắm giữ, anh chị nào chưa mua thì mình cũng không FOMO theo cái nhịp hồi. Mình canh nếu như rung lắc về quanh 44 thì đó vẫn là vùng mua đối với cổ phiếu BIDV nhịp này. Lý do vì sao trước đó em mặc dù là đánh giá cái nền quanh 46-47 khá đẹp nhưng chưa mua vội, tại vì mình thấy là cổ phiếu cũng tăng khá là nhiều rồi, thì nó cần những nhịp chiết khấu, những nhịp chiết khấu này nó trở thành cái cơ hội cho những nhà đầu tư cầm tiền, chứ không phải là mình bán tống bán tháo thị trường mà họ đã nhìn thấy ở cái góc nhìn cơ hội. Thì ở vùng giá quanh 43-44 vẫn là cái vùng gom tốt được đối với cổ phiếu BIDV cho nhịp này. Còn Vietcombank thì Vietcombank vẫn đang giằng co quanh 86-87, thì em đánh giá vùng này chưa phải là một cái điểm mua đẹp đối với cổ phiếu Vietcombank, mà em vẫn ưu tiên là những cái nhịp mà cổ phiếu điều chỉnh về quanh 84.x. thì những anh chị nào muốn mua thì em vẫn ưu tiên theo dõi quanh đây nha, tại vì Vietcombank cũng là một trong các cổ phiếu điều tiết nên cái biến động giá của nó lớn, thì mình cứ canh vùng giá an toàn mình mua thôi, tuyệt đối là không FOMO theo những cái nhịp hưng phấn. Thì đó là về nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tiếp theo là đến nhóm cổ phiếu chứng khoán. Thì như chứng khoán em đã phân tích rất là nhiều trong các video trước đó nữa, cái vùng giá sau cái nhịp rơi, ví dụ như là cổ phiếu VND ở vùng giá quanh 68-70, đó là vùng giá để gom trở lại chứ không phải là vùng giá bán nữa. Thì hôm nay cổ phiếu đã có một nhịp tăng tốt, trả lại thành quả đầu tư xứng đáng cho những anh chị nào tin tưởng và mình gom ở những vùng giá này. Thì nhịp này đối với cổ phiếu VND thì sau khi vượt 75 thì nó sẽ tiến về vùng giá 80 nha. Thì anh chị nào nắm thì mình lưu ý cái target trong ngắn hạn của cổ phiếu là quanh 80 cho nhịp này. Còn hiện tại thì cổ phiếu qua điểm mua rồi thì mình không khuyến nghị mua nữa, tại vì trước đó em đã khuyến nghị mua quanh 68-70 rồi. Thì anh chị nào có theo dõi video thì mình đã gom ở giá tốt, thì nhịp này mình chờ chốt lãi. Hoặc là những anh chị nào trước đó mình mua theo cái mục đích là để lướt hạ giá vốn, mình mua trở lại quanh 68-70, thì khi tăng về quanh 80 thì mình cũng thể bán ra cái lượng hàng đã mua trước đó nha anh chị. Đó là về cổ phiếu VND.
SSI cũng vậy, SSI thì trước đó khuyến nghị anh chị mình mua gom trở lại quanh 44-45, thì nhịp này SSI chưa tăng mạnh và chưa bứt khỏi nền, thì anh chị nào mình chưa mua kịp trước đó thì mình vẫn canh quanh vùng giá 45.x, mình mua trung bình giá hoặc là mua mới đối với cổ phiếu SSI được nha. Hiện tại cổ phiếu vẫn đang trong nền, trong vùng mua thì mình theo dõi những cái nhịp rung lắc trong phiên, quanh 45.x là vùng giá vẫn mua được đối với cổ phiếu SSI. HCM thì hôm nay đã vượt trở lại trên NMA 200, thì đó cũng là một tín hiệu tích cực, cũng như là có cái sự ủng hộ từ khối lượng. Giai đoạn này thì cổ phiếu chứng khoán bắt đầu có cái tín hiệu thanh khoản trở lại, là một tín hiệu tốt cho cái nhịp tăng trở về là những cái vùng đỉnh cũ. Thì đối với cổ phiếu HCM, những anh chị nào đang nắm vào thời điểm hiện tại thì mình sẽ tiếp tục nắm. Cái target kỳ vọng cho cổ phiếu sẽ là quanh 41.x cho đến 42 trong ngắn hạn. Những anh chị nào muốn mua mới hoặc là muốn mua để lướt hạ giá vốn thì mình canh quanh 38 nha. Vùng giá quanh 38 vẫn là vùng giá mình có thể mua được để mua mới thì tỷ trọng dưới 50%, mua lướt hạ giá vốn cũng vậy, tỷ trọng thì 20-30% thôi, tại vì mình đang nắm hàng sẵn rồi, mình mua trên khoảng 20-30% cái lượng hàng đang nắm thì nó phù hợp cho những anh chị em nào mua mà lướt để hạ giá vốn. Cái biên độ là 38.x cho đến 41.x đối với cổ phiếu HCM nhịp này. VCI thì nhịp này cũng tăng rồi anh chị, nhịp này cũng tăng rồi, thì trước đó những anh chị nào mua quanh 57-58 thì mình chú ý giúp em cái target trong ngắn hạn của cổ phiếu sẽ là quanh 65 nha, 65.x cho đến 66 nè, quanh cái vùng đỉnh cũ cũng như là EMA 50 là cái target trong ngắn hạn của cổ phiếu, thì hiện tại cổ phiếu đã chạy cũng như là qua điểm mua đẹp rồi. Thì anh chị nào đã mua theo khuyến nghị thì mình chú ý chốt lại quanh đây nha, chú ý chốt lại trong ngắn hạn quanh đây, cũng như là mua mới thì mình sẽ chờ cái nhịp mà cổ phiếu tiến về đỉnh và chờ những cái nhịp rung lắc, thì khi đó mình mua nó có lợi thế T cộng hơn so với việc mà mua đuổi trong phiên tăng như thế này. SHS cũng tăng rồi nha anh chị, trước đó đã khuyến nghị anh chị mình mua trở lại quanh vùng giá 40-41, thì nếu như những anh chị nào đã mua quanh 40-41 thì mình sẽ chú ý giúp em cái cản trong ngắn hạn cũng như là cái target trong ngắn hạn đối với cái nhịp mua lướt sóng này sẽ là quanh vùng giá 46-47 nha. Thì anh chị nào đã mua theo khuyến nghị thì chú ý có thể chốt lời ngắn hạn quanh đây, hoặc là mua trước đó mua để lướt hạ giá vốn thì mình cũng thể bán ra cái lượng hàng có sẵn quanh vùng giá 46-47 đối với cổ phiếu SHS nhịp này. MBS thì trước đó cũng có khuyến nghị anh chị mình mua trở lại quanh 33, thì hiện tại cổ phiếu đang có nhịp tăng tốt, thì cái target trong ngắn hạn cho cái nhịp mua quanh 33 trước đó sẽ là quanh vùng giá 38.x nha. Thì anh chị nào mua rồi thì mình sẽ chú ý cái target này. Thì nhìn chung với cái nhịp tăng và cái vol như thế này thì khả năng cổ phiếu MBS nó có thể vượt cái vùng cản này, thì mình sẽ theo dõi trong những cái phiên sắp tới. Thì nếu như chạm về vùng giá quanh 38 mà cái áp lực bán không mạnh cũng như là cái lực cầu nó vượt thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ và kỳ vọng cổ phiếu tiến về vùng giá 4x nha. Thì nhịp rồi anh chị nào mua cổ phiếu MBS thì mình sẽ tự tin nắm giữ và theo dõi chờ cái nhịp cổ phiếu vượt cản. Còn giá hiện tại thì đã qua điểm mua đẹp đối với cổ phiếu MBS rồi nha anh chị, không còn điểm mua nữa. ORS cũng vậy, thì nhịp này đang vượt khỏi nền nè, nhịp này cổ phiếu vượt khỏi nền cũng như là có cái tín hiệu cải thiện từ khối lượng, thì có thể kỳ vọng cổ phiếu sẽ tiến về quanh 28 nha. Thì nhớ anh chị nào trước đó mua lướt sóng quanh 24.x thì mình có thể chốt quanh 28, thì cái biên lợi nhuận đâu đó thì cũng khoảng là gần hơn 15%, phù hợp với mục tiêu ngắn hạn rồi, thì anh chị mình chú ý giúp em cái điểm chốt lãi. Còn giá hiện tại đối với cổ phiếu ORS thì nó qua điểm mua đẹp rồi nha, thì điểm mua đẹp trước đó đã có chia sẻ cho anh chị mình hết rồi. Nhìn chung thì nhóm ngân hàng với nhóm chứng khoán nó khá là liên quan đến nhau, thì nếu như mà nhóm ngân hàng kết thúc được cái nhịp điều chỉnh và tăng giá trở lại thì kỳ vọng cái danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán nó sẽ có hiệu quả tích cực hơn. Thì đây cũng là một cái luận điểm cho nhóm này trong quý 1 năm 2022. Thì ngắn hạn thì những cái thông tin về sở giao dịch duyệt cái việc tăng vốn các công ty chứng khoán sẽ là cái thông tin tác động trực tiếp. Thì dạng này mình đầu tư cổ phiếu chứng khoán thì mình sẽ theo dõi hai yếu tố là cái game tăng vốn được duyệt nè, và thứ hai là danh mục tự doanh. Thì hầu như các công ty chứng khoán họ nắm cái cổ phiếu ngân hàng rất là nhiều, cho nên khi nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng trở lại thì khi đó nhóm cổ phiếu chứng khoán nó cũng có thể bứt phá. Thì nhìn chung dạng này nhóm chứng khoán nó cũng có nhiều yếu tố hội tụ để có thể tăng điểm trở lại sóng tăng, cho nên chị mình nắm hàng thì mình chú ý giúp em. Đó là lý do vì sao dạng trước đó có khuyến nghị chị mình mua trở lại đối với nhóm chứng khoán. Còn về nhóm thép thì nhóm này chủ yếu vận động đi ngang trong tuần vừa rồi này, ví dụ như cổ phiếu Hà Phát nè, tuần vừa rồi thì cổ phiếu vận động đi ngang, hoặc là nhiều cổ phiếu như Hoa Sen và Nam Kim cũng vậy.
Mà anh chị thấy là sau cái nhịp chinh phục cái nền cũ trước đó thì cổ phiếu đã có cái nhịp đi ngang quanh nền này, thì việc giữ được giá ở vùng này kèm thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy các ở trong các cái nhịp rung lắc cho thấy là cái lượng cung quanh đây đang được kiểm soát tốt và đà phục hồi sẽ vẫn tiếp diễn. Thì đó là lý do vì sao ở cái nền này em bắt đầu cho anh chị mình chú ý trở lại đối với những chị nào muốn mua sóng thép ngắn hạn, hoặc là nếu như mà muốn mua để lướt hạ giá vốn thì cái vùng nền này có thể chú ý trở lại. Thì nhìn chung cái nhịp phục hồi này nó cũng mang tính kỹ thuật và cho thấy ngắn hạn nhóm này sẽ vẫn tiếp diễn đà tăng hướng đến những cái vùng kháng cự gần nhất. Nhưng mà em cũng có chia sẻ với anh chị em mình rồi, thì nhóm này dạng vừa rồi em cũng có khuyến nghị với vị thế ngắn hạn hơn là vị thế nắm giữ trung và dài hạn. Tại vì cái động lực tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2022 của nhóm thép nó yếu rồi, và cũng khả năng là lợi nhuận của nhóm thép nó đã đạt đỉnh trong năm 2021 theo giá thép. Cho nên nhịp này thì chủ yếu của em vẫn là lướt sóng ngắn hạn thôi. Giai đoạn trước đó Hòa Phát thì có khuyến nghị mua quanh 46.x, thì ta gặp kỳ vọng của cổ phiếu trong ngắn hạn sẽ là quanh 49.5-50 nha. Thì trước mắt cổ phiếu về cái cản này trước, thì những anh chị nào mình mua rồi thì mình chờ chốt lại ở quanh đây khoảng đó là 7-8%, hoặc là những anh chị nào mà mình bị kẹp hàng giá cao mà mình mua lướt hạ giá vốn đó, thì mình mua rồi thì mình sẽ chờ bán ở vùng giá quanh 49.x-50 nha. Thì nhịp này dòng thép thì nếu như anh chị nào chưa mua kịp thì mình cũng có thể tiếp tục mua, tại vì giai đoạn này mặc dù có những nhịp chỉnh nhưng mà em thấy là cái áp lực bán nó không còn nhiều nữa và chủ yếu là điều tiết cho thị trường chung thôi. Thì nếu như cổ phiếu ví dụ như Hòa Phát chỉnh về quanh 46 thì mình có thể mua mới để lướt, hoặc là những vị thế đang kẹp hàng giá cao thì mình có thể canh mua để lướt hạ giá vốn được luôn. Thứ hai là Nam Kim thì nhịp này cũng tăng rồi, Nam Kim thì nhịp này cũng tăng so với nền rồi, cái nền của cổ phiếu sẽ là 138.x, thì nhìn chung giá này thì cũng không có thích hợp để mua mới nữa. Anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu Nam Kim thì mình chú ý giúp em, nếu như nhịp trước đó mua lướt sóng quanh 38 á, thì nhịp này nó sẽ có cái cản quanh 43 thì mình có thể chốt lại khi cổ phiếu tiến về đây, hoặc là những anh chị nào trước đó mua lướt hạ giá vốn quanh 38 á, thì mình cũng canh bán ra cái lượng hàng có sẵn ở quanh vùng giá 43 nha. Thì nhịp này Nam Kim tạm thời chưa có giá mua gia tăng hoặc là mua mới nữa rồi. Hoa Sen thì Hoa Sen vẫn đang trong cái nền nha anh chị. Đối với cổ phiếu Hoa Sen thì vẫn đang trong cái nền, thì ở vùng giá 36.x thì mình có thể mua lướt cho mục tiêu là 40 nè. Thì cái biên lợi nhuận khoảng đâu đó là cũng 10% tại 8-10%, thì anh chị nào thích mua lướt ngắn hạn cho dòng thép á, mua bắt sóng hồi thì mình có thể mua được ở vùng giá 36.x về 40, hoặc là những anh chị nào đang nắm hàng giá cao mình muốn mua lướt hạ giá vốn thì cũng có thể chú ý ở cái biên độ là 36.x-40 đối với dòng thép. Thì nhìn chung đánh giá của em dạng này, sóng thép sẽ đánh giá sóng thép ngắn hạn trước, phù hợp với những vị thế mua lướt hoặc là những vị thế mà kẹp hàng giá cao thì mình canh trading hạ giá vốn được. Đó là về dòng thép nha anh chị. Còn về dòng bất động sản khu công nghiệp, dòng bất động sản khu công nghiệp thì những cái cổ phiếu trước đó chia sẻ cho anh chị mình, hôm nay mình cập nhật qua KDH. Đối với cổ phiếu KDH nhịp này thì mình đặt giúp em cái mốc chặn lãi nha, chặn lãi là quanh 53. Thì cổ phiếu đang có một cái trend tăng ngắn hạn, mà trường hợp mà cổ phiếu không giữ được mốc 53 thì nó sẽ yếu. Mặc dù cổ phiếu xây nền trồng nền khá là đẹp nhưng mình cứ tuân thủ giúp em những cái mốc chặn lãi. Nhịp này target trong ngắn hạn sẽ là quanh 56.x-57 và mốc chặn lãi là 53 cho các vị thế trước đó mua quanh 50 nha, thì anh chị mình chú ý giúp em. Còn hiện tại KDH thì nó qua điểm mua đẹp rồi. Nam Long thì chị em thấy cổ phiếu có cái cản ngắn hạn quanh 57.x cho nên nó vẫn chưa vượt được nhịp này. Thì nhìn chung nếu như cổ phiếu có những nhịp rung lắc và test về lại quanh 54 thì đó vẫn là vùng mua thêm được cho những vị thế đầu tư trung và dài hạn. Kỳ vọng cổ phiếu sẽ tiến về quanh 65.x-67 đó anh chị. Thì những anh chị nào mình muốn mua đầu tư đối với cổ phiếu Nam Long thì những cái nhịp rung lắc test về quanh 54 thì vẫn là vùng giá mình mua được nha. Có anh chị em mình đang nắm giữ nhịp rồi mà mua quanh 50-52 mà muốn ngắn hạn thì chú giúp em, nó có cái cản qua 57.5-58 thì sẽ tùy theo chiến lược của mình mà mình đưa ra quyết định được đối với cổ phiếu Nam Long. SCR thì nhịp này anh chị em nào muốn mua mới á thì mình chú ý những cái nhịp rung lắc test về quanh 21 thì mình mua nó phù hợp hơn. Còn giá hiện tại đang lưng chừng quanh cản 23 này thì không có khuyến nghị mua mới. Thì nếu như có rung lắc test về lại quanh 21 thì mình mua. Còn trường hợp mà trong ngắn hạn thì mình chú ý giúp em, nó có cái cản quanh 23.5 nha. Cần vượt được cái cản 23.5 này để tiến về cái vùng đỉnh cũ trước đó là quanh 26 đối với cổ phiếu SCR. Thì nhịp này chủ yếu anh chị nào đang nắm giữ thì mình sẽ theo dõi nhịp hồi. Còn những vị thế gia tăng hoặc là mua mới thì mình sẽ ưu tiên quanh 21 đối với cổ phiếu SCR.
Hà Đô trước đó đã khuyến nghị cho chị mình ở vùng giá quanh 62 đến 64, thì hiện tại cổ phiếu đang có cái mức sinh lợi khá là tốt, cũng khoảng đó là hơn 10% rồi. Thì nhịp này đối với cổ phiếu Hà Đô thì kỳ vọng cổ phiếu sẽ tiến về quanh, với cái vol này thì khả năng cao cổ phiếu sẽ có nhịp tăng tiến về quanh 75 đó anh chị. Thì nhớ chị nào đang nắm hàng nhịp này thì mình sẽ tự tin nắm giữ tiếp và rời chặn lãi nhịp này về 68 nha, rời chặn lãi về đỉnh cũ quanh 68. Trường hợp vượt đỉnh vol tốt như thế này mà nếu như cổ phiếu quay lại test đỉnh mà không giữ được cái đỉnh này thì nó dễ bước vào nhịp chỉnh. Cho nên chị mình cứ đặt cái mốc chặn lãi quanh 68 giúp em cho an toàn, và target kỳ vọng thì sẽ là 75 trong ngắn hạn cho những vị thế trước đó khuyến nghị mua quanh 62 cho đến 64. Còn hiện tại thì đã qua điểm mua đẹp đối với cổ phiếu Hà Đô rồi nha anh chị. HTN thì nhìn này anh chị mình chú ý trở lại được, nó có một cái trend ngắn hạn nè, thì nếu như cổ phiếu test về quanh 48 thì mình có thể mua được đối với cổ phiếu HTN nha. Anh chị nào thích bất động sản thì có thể chú ý thêm đối với cổ phiếu HTN cho nhịp này được. Còn về nhóm khu công nghiệp thì mình sẽ tập trung các cổ phiếu. Thứ nhất là KBC. Thì KBC nhìn chung cái nền này nền giá quanh 58 nè, 58 59 thì cổ phiếu vẫn chưa bứt được. Thì dạng này cổ phiếu KBC thì anh chị là nắm hàng rồi, đang nắm hàng thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ. Còn những vị thế mua mới thì mình sẽ ưu tiên quanh EMA 10 nè chị, quanh vùng giá 57.x nè là vùng giá thích hợp để mua mới, còn giá hiện tại thì nó hơi lưng chừng nha. Thì chị là nếu như muốn mua mới thì mình canh quanh 57.x đối với cổ phiếu KBC, và target kỳ vọng trong ngắn hạn trước mắt sẽ cần vượt 63 để tiến đến những vùng giá xa hơn. Thì những vị thế nào trước đó đã mua được giá tốt thì mình chú ý giúp em cái target trong ngắn hạn là quanh 63 đối với cổ phiếu KBC. SJC nhịp này theo dõi thôi chị, vẫn chờ điểm mua quanh 73 đến 74. Thì anh chị em nào mà mình đang nắm hàng thì mình sẽ chờ điểm gia tăng quanh 73 đến 74 và mua mới cũng vậy. Tại vì vùng này mặc dù là có cái nền khá là đẹp đó, nhưng mà giá cổ phiếu cũng cao để mua mới rồi, thì mình sẽ chuyển sự chú ý sang những cái cổ phiếu khác đang có cái mức giá chiết khấu tốt hơn. Long Hậu trước đó có khuyến nghị anh chị mình chú ý trở lại và điểm mua là quanh 52 đến 53. Thì hôm nay cổ phiếu đã có một phiên tăng tốt, target trong ngắn hạn của cổ phiếu sẽ là quanh 58 nha chị, quanh cái vùng đỉnh cũ 58. Thì anh chị nào đang nắm hàng thì mình sẽ chú ý cái target này, còn giá hiện tại thì qua mất điểm mua đẹp đối với cổ phiếu Long Hậu rồi anh chị. Mình chú ý thêm một cổ phiếu giúp em là DHD. Thì DHD nhịp này tăng khá là tốt nè, sáng nay vừa khuyến nghị cho anh chị em trong room khách hàng cổ phiếu DHD đó anh chị. Đây, điểm mua quanh 63 thì hiện tại cổ phiếu đã có nhịp tăng tốt. Thì những anh chị nào đã mua rồi thì mình chú ý giúp em cái target ngắn hạn cho nhịp này là quanh 70 nha. Còn chưa mua kịp thì nếu như những phiên sắp tới có những nhịp rung lắc về quanh 63 thì đó vẫn là điểm mua được cho cổ phiếu DHD. Thì đó là về nhóm bất động sản và nhóm khu công nghiệp nói chung luôn. Còn về nhóm đầu tư công thì những cái vị thế đang có hàng thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ nè. Ví dụ như cổ phiếu FCN. FCN nhịp này thì kỳ vọng cổ phiếu vượt 27 để tiến về vùng giá 3x nha. Thì những anh chị nào đang nắm giữ thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ. Còn những vị thế mua mới thì mình sẽ theo dõi nếu như cổ phiếu có nhịp test về lại quanh 24.x, hoặc chờ cổ phiếu vượt hẳn lên 27 và xoay nền lại thì khi đó mình mua. Còn giá hiện tại thì nó đang lưng chừng giữa cản và hỗ trợ thì nó không phù hợp để mua mới. Chủ yếu là các vị thế nắm giữ giá tốt trước đó em đã khuyến nghị. C4G thì những vị thế mua quanh 20 thì chú giúp em cái target trong ngắn hạn là quanh 23.x nha. Trước đó khuyến nghị cổ phiếu C4G lướt sóng thì cái biên độ lợi nhuận cũng khoảng đó là gần 20%. Thì anh chị nào nắm hàng thì mình chú ý giúp em cái target nhịp này là quanh 23.x nha. Rồi còn hiện tại thì qua giá mua đẹp rồi anh chị. KSB thì hiện tại vẫn đang giữ nhịp tốt sau khi vượt trên đường EMA 50 nè, sau khi vượt lên vùng giá 43 thì cổ phiếu vẫn đang giữ nhịp tốt. Thì cái target kỳ vọng cho cổ phiếu sẽ vẫn tiến về vùng đỉnh cũ quanh 5x nha. Thì những anh chị nào mua rồi thì mình tiếp tục yên tâm nắm giữ, còn những anh chị nào chưa mua thì mình sẽ theo dõi những cái nhịp rung lắc quanh 43.x là vùng giá thích hợp mình gom trở lại được đối với cổ phiếu KSB. Thì những cái dự án như là cao tốc Bắc Nam đang được đẩy mạnh trong năm nay thì hưởng lợi sẽ là những cái dòng vật liệu xây dựng, ví dụ là KSB. Còn dòng nhựa đường thì có BLC thì là dòng hưởng lợi. Nhưng mà nhìn chung nhịp này về điểm mua mới BLC thì em nghĩ theo dõi thêm nha, cần theo dõi thêm vài phiên nữa. Tại vì cổ phiếu có những nhịp phục hồi nhưng mà vol nó cũng khá là thấp, thì mình vẫn kỳ vọng vùng giá mua tốt cho cổ phiếu là quanh 43.x. Thì nếu như có chỉnh về đây thì mình mua nó sẽ phù hợp hơn với cổ phiếu BLC so với giá hiện tại nha.
G36 thì trước đó đã khuyến nghị cho anh chị mình ở vùng giá quanh 18 và gia tăng quanh 16, thì chú ý em cái target cho ngắn hạn là quanh 21.5/22. Thì những anh chị nào đã mua theo khuyến nghị thì mình canh chốt lời ở vùng này, còn giá hiện tại thì không mua mới nữa đối với cổ phiếu G36 nha. HHV thì nhịp này anh chị mình chú ý giúp em thì nó đang dần co quanh cái vùng đỉnh, quanh cái cản là 25. Thì như trước đó em có phân tích cho anh chị mình rồi, cái nhịp hồi ngày 18 tháng 2 mặc dù là nến khá là đẹp nhưng mà vol nó chưa ủng hộ thì khả năng nó sẽ còn rung lắc quanh 25, hoặc là có những nhịp test là hỗ trợ quanh 24 thì mình sẽ chờ tiếp theo. Thì những phiên sắp tới nếu như cổ phiếu giữ nhịp ổn quanh 25 thì mình mua, còn trường hợp ngược lại thì mình sẽ chờ ở vùng giá quanh 24 đối với cổ phiếu HHV. Lycosi nhịp này thì anh chị em mình có thể thăm dò được 30% vị thế ở vùng giá quanh 20/20.5 nha. Thì nhìn chung nó gần cái cản quanh 22 thì nó sẽ có áp lực chốt lời tương đối, nhưng mà những cái phiên gần đây em đánh giá cổ phiếu giữ nhịp khá là ổn cũng như là lực cầu hấp thụ tốt, thì mình có thể kỳ vọng cổ phiếu vượt 22 để tiến về quanh 24, thì ở vùng giá quanh 20/20.5 là vùng giá mình có thể thăm dò được cho cổ phiếu Lycosi ở nhịp này. Thì đó là về dòng đầu tư công, một số cổ phiếu lưu ý cho anh chị em mình. Còn về dòng dầu thì trong ngắn hạn thì giá dầu biến động nhanh theo cái diễn biến căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Do đặc tính đầu cơ cho nên nhóm này nó gặp áp lực chốt lời nhất định khi mà tiến về những vùng đỉnh cũ. Ví dụ như là cổ phiếu BVD trước đó thì chạm về qua cái vùng đỉnh cũ quanh 32 thì nó có những áp lực chốt lời nhất định. Hoặc là BVS cũng vậy, nên chị thấy là sau khi chạm về những cái vùng đỉnh ví dụ như là quanh 30.x thì cổ phiếu gặp áp lực chốt lời nhất định. Tuy nhiên thì với cái kỳ vọng giá dầu tích cực hơn trong năm 2022 cho nên nhóm này khả năng cao nó có thể vượt được những cái vùng đỉnh này trong giai đoạn sắp tới. Các cái vị thế mua mới thì sẽ ưu tiên những cái nhịp test về đỉnh cũ sau khi cổ phiếu đã vượt đỉnh, hoặc là những cái nhịp mà cổ phiếu chạm về hỗ trợ nè. Thì giai đoạn này đối với dòng dầu mà mình muốn mua mới thì mình sẽ ưu tiên chờ cổ phiếu vượt hẳn đỉnh và test lại đỉnh, hoặc là những cái nhịp mà cổ phiếu chỉnh về hỗ trợ, thì khi đó mình mua nó sẽ phù hợp hơn so với cái việc mà mua ở những cái vùng lưng chừng như thế này. Thì ví dụ đối với cổ phiếu BVS thì mình sẽ chờ quanh vùng giá 28, hoặc là chờ cổ phiếu vượt 31 và sau đó có nhịp test lại 31 thì mình mua nó sẽ phù hợp. Thì mình sẽ theo dõi hai kịch bản này, thì nếu như cổ phiếu rơi vào kịch bản chỉnh thì mình cũng có thể mua, hoặc chờ cổ phiếu tăng và test lại đỉnh thì mình mua được. BVD thì BVD vùng mua của cổ phiếu thì vẫn như cũ nha anh chị, là quanh 20-29 nè, quanh 29-30 nè, hoặc là chờ cổ phiếu vượt 32 sau đó có nhịp test là đỉnh thì khi đó mình mua được đối với cổ phiếu BVD. Còn BSR đang có nhịp test đỉnh nè, thì đây là cơ hội để mình mua được đối với cổ phiếu BSR nha. Vùng giá quanh 25.5-25.8 là vùng mua cho cổ phiếu BSR. OI thì vùng mua của cổ phiếu là cho cái nhịp test là đỉnh cũ là quanh 17.5-18 nha, thì vùng mua vẫn như cũ đối với bốn cổ phiếu dầu này. BLX trong video cuối tuần có đề cập cho anh chị mình thì mình sẽ theo dõi ở vùng nền quanh 59 nha. Vùng nền quanh 59 này thì nếu như vài phiên tới cổ phiếu giữ vùng nền này thì mình có thể mở vị thế mua, còn trường hợp cổ phiếu không giữ được mốc 59 thì mình sẽ chờ ở vùng giá tốt hơn là quanh 56-57. Thì tạm thời cổ phiếu BLX thì mình sẽ theo dõi kỹ ở vùng nền quanh 59.x giúp em nha. Thì nếu như cổ phiếu giữ nền này ổn thì mình có thể cân nhắc mua, còn trường hợp cổ phiếu gãy nền này thì mình sẽ chờ ở vùng giá tốt hơn là quanh 56-57 đối với cổ phiếu BLX. Thì nhiều anh chị em hỏi em là tại sao giá xăng dầu tăng mạnh như thế mà cổ phiếu chưa tăng, thì nhìn chung nó sẽ cần thời gian để phản ánh vào kết quả kinh doanh, chứ không phải là giá dầu tăng, giá xăng tăng một phiên thì giá của BLX nó phải tăng liền. Tất nhiên nó còn những chi phí khác và nó cần thời gian để phản ánh vào lợi nhuận, cho nên mình cứ bình tĩnh và chờ giá tốt để mua nha. Hôm nay cũng có chú ý thêm cho anh chị em mình một dòng, đó chính là dòng cao su. Thì cổ phiếu nhóm cao su nó sẽ hưởng lợi từ giá bán cao su ở mức cao và việc mở rộng cụm khu công nghiệp. Ở nhóm này thì ngoài cái tác động của giá cao su thì cái động lực mới nó đến từ cái việc mà chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cao su sang đất khu công nghiệp, thì đây là cái điểm nhấn đầu tư dài hạn cho nhóm này. Thì những cổ phiếu dạng này mình chú ý trở lại, thứ nhất là GVR nè. GVR thì do dạng vừa rồi nó nằm trong rổ VIN30 nên nó cũng không có sức bật mạnh bằng những cổ phiếu khác, nhưng mà nhìn chung nhịp này nếu như cổ phiếu GVR vượt được cái mốc 34.5 thành công này, nếu như vượt trên RMA 200 thành công và xây nền lại, thì khi đó mình có thể cân nhắc mua trở lại được đối với cổ phiếu GVR nha. Hoặc là những cái nhịp mà cổ phiếu rung lắc test về quanh 33 thì đó là cái vùng mình gom dần được cho những vị thế đầu tư trung và dài hạn dòng cao su, thì GVR có thể là một doanh nghiệp tốt để mình có thể canh gom. Hai cổ phiếu còn lại là DBR, thì nhịp này DBR tăng rồi thì mình sẽ theo dõi trong vài phiên sắp tới, chờ cái lượng hàng về của cái phiên này ngày hôm nay nè. Thì nếu như hàng về mà cổ phiếu giữ nhịp ổn thì mình mua, thì tạm thời hai cổ phiếu là DBR và BHR thì sẽ đưa vào danh mục chú ý nha, tại vì giá nó cũng hơi cao.
Thì đối với cổ phiếu DBR thì mình sẽ theo dõi thêm vài phiên nữa chờ tiền T3 của phiên ngày 21 tháng 2, phiên hôm nay về thì mình sẽ quyết định điểm mua sau. BHR thì vùng mua phù hợp sẽ là OneMA 20 này, là ở vùng giá 178 đến 79 là vùng mua thăm dò được. Đối với cổ phiếu BHR thì nhìn chung BHR nó có một cái điểm tích cực là nó giữ trend rất là tốt nè. Cái trend này được cổ phiếu tôn trọng nè, giữ rất là tốt thì mình canh những cái nhịp test trend thì mình mua được. Thì tạm thời dòng cao su thì mình sẽ theo dõi cho cổ phiếu GVR và cổ phiếu BHR nó có điểm mua hiện tại, còn cổ phiếu DBR thì mình sẽ cần theo dõi thêm những cái phiên sắp tới. Thì đó là các cổ phiếu muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay cùng anh chị. Thì em mong qua những cái chia sẻ của em thì anh chị mình sẽ có được cái cơ hội đầu tư tốt, cũng như là có thể cơ cấu được danh mục một cách tốt nhất. Nếu chị em mình thấy video hay, video bổ ích thì có thể để lại cho em một like, cũng như là bấm vào nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những video đến từ em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.